đừng có đưa tiền cho nó nè. Mà nè, đừng có đưa cho nó. Chạy à, cầm lấy đi rồi em đăng sẽ tự đi đăng ký nè. Út nhỏ, em không ăn cơm sao? Không ăn đâu. Em đã nói là đừng có đưa tiền cho nó nữa. Nó có tiền là không có đi đăng ký mà đem đi ăn xài đó. Trời ơi, thôi mặc kệ nó đi, nó đâu phải là con nít đâu, nó khôn lớn rồi. Nếu con càng la rầy nó thì nó càng nổi loạn. Nếu con càng tôn trọng nó thì nó sẽ không có thái độ này đâu, phải không? Ủa, bà ơi, bà không sao chứ? Không sao không sao, mắt hơi mờ chút thôi. Nhỏ thuốc nhỏ mắt là hết rồi. Anh ba nói mắt của bà còn yếu lắm. Hay là con và chị ba đưa bà đi bệnh viện khám nha. Thôi khỏi, không cần đâu. Má, đi kiểm tra sẽ an toàn hơn đó. Trời, anh nói không cần là không cần rồi. Hai đứa con nói là tới bệnh viện kiểm tra mà. Tới giờ rồi, sao không chịu đi đi? Cơm tối để má nấu cho. Vậy mình đi ha. Đi đi. Nè, còn nữa nè. Nè, cuốn sách này nè, sách dạy con đó. Đem đi đường mà coi đi. Thôi mình đi. Kiếm cả ngày trời không thấy nó đâu hết, không biết trốn đâu nữa. Chơi điện tử muốn gãy tay luôn, cũng không thấy nó tới. Thiệt vô tích sự. Ê trời, con mắt này có vấn đề rồi. Nếu để tụi nó biết á, tụi nó bắt mình vô bệnh viện nữa. Mình già rồi mà mình phải mổ lần thứ hai thì coi như là tôi mạng cho mà coi. Ê trời. Sao thơm vậy? Cha, bà xào món gì mà thơm quá vậy? Út nhỏ sao về nhà sớm vậy? Ê, bà xào cho con ăn phải không? Không phải xào cho con ăn đâu. Nhưng mà con về sớm như vậy thì ở nhà ăn chung cho vui luôn. Ta bỏ thêm miếng dầu là được rồi. Cẩn thận bà. Bà qua, cẩn thận. Bà không sao chứ? Ta không sao. Nhưng giống như bom nổ vậy. Mắt ta suýt chút nữa rớt ra luôn. Mày có con ở nhà, nếu không thì chết chắc rồi. Cảm ơn con nha. Bà đừng nói vậy mà, người nhà với nhau không hả? Nhanh nhanh, cha này không uống được đâu. Là rượu đó bà. Hả? Là rượu hả? Để con rót nước cho trời bà nghe. Bà ngồi đây đi. Vậy mà cứ tưởng tưởng đâu là nước lã. Trời. Cũng may mà thằng Phong nó tắt lửa kịp thời, không thì không biết phải làm sao nữa. Phải đó, em cũng hú hồn luôn. Em điện thoại tới, thằng Phong nó nói là cháy nhà, làm em sẽ rớt tim luôn á. Trời ơi, chuyện này không được nói cho Tố Phương với gái nhỏ biết. Hai đứa nó đang mang thai, má sợ tụi nó sẽ lo. Nghĩ tới má còn thấy sợ. Cũng may Út nhỏ nó ở nhà đó. Cũng may là em không có việc làm, cũng không đi chơi lông nhông, suốt ngày chỉ ở nhà chơi thôi. Nếu lần này mà cháy nhà có nước ra ngoài đường ngủ đó, thiệt mà. Má, sao má sợ ý quá vậy? Tại con mắt của má đột nhiên nó bị mờ. Lẽ ra má định đổ thêm một miếng dầu nữa. Ai dè đổ lộn cái thứ gì vô trong cái chảo thức ăn á. Ngay tức thì lửa nó bùm lên một cái hết hồn. Phải đó, nếu lần sau mà không may mắn á, sẽ cháy khét đó nghe. Bà nội ơi, có phải bà không đó, con mắt của bà không phải nó lành rồi sao? Sao tự nhiên bị mờ vậy chứ? Ta làm sao biết được chứ. Gần đây ta hay bị mờ mắt lắm à. Hay là có vấn đề rồi? Không được đâu má. Ngày mai vô bệnh viện con sẽ kiểm tra cặp mắt của má lại. Phải đó, nếu bà không chữa lành mắt á, bà sẽ trở thành bà già mù vậy thì không có đẹp lão đâu. Vậy ta phải đi kiểm tra hả? Ta không muốn làm bà già xấu xí đâu. Bác sĩ à, mắt của má tôi có sao? Theo như kiểm tra sơ bộ, mắt của bà ta hồi phục chưa được lý tưởng lắm. Không có lý tưởng hả? Vậy là phẫu thuật không được tốt rồi. Có phải là có biến chứng xấu không vậy? Bà nội à, bà đừng có nôn nóng như vậy mà. Bà hãy nghe bác sĩ nói đã. Má à, má đừng có sợ. Mắt của má hồi phục không tốt lắm, không phải là do phẫu thuật đâu. Có thể là do tuổi tác gây ra. Đúng vậy, tuổi tác càng cao, năng lực hồi phục càng kém. Chẳng trách gì mắt của má hay bị mờ đó. Bác sĩ Lương à, anh có ý kiến gì không? Thú thật là kỹ thuật phẫu thuật của bác sĩ Trình là số 1 rồi. Nếu có anh ta ở đây nhất định sẽ giúp được cho bà qua. Nhưng mà bây giờ anh ta đi đâu cũng không biết nữa. Má, hay là chúng ta sang Mỹ. Con biết tại một học viện ở Cali có một giáo sư họ La. Ông ta là thầy của bác sĩ Trình. Ông ta là chuyên gia về lĩnh vực nhãn khoa. Ông ta nhất định sẽ chữa khỏi cho má. Đi xa vậy hay sao? Có thể trị khỏi đôi mắt cho má, đi đến chân trời cũng phải đi, phải không? Đấy kìa.
Má, má tìm con có việc gì vậy? Má ngồi đi. Thế kìa cả con biết không, nghe con nói mình sẽ phải đi Mỹ, trong lòng của má rất lo. Má có cảm giác không muốn đi Mỹ, không bệnh cũng thành của bệnh. Má, má không cần phải nói dòng do Tam Quốc vậy, con hiểu mà. Má muốn hỏi con, trị mắt cho má nhất định phải sang Mỹ hay sao? Má sợ sẽ tốn nhiều tiền đó. Vấn đề này má không cần phải lo, con đưa má đi chữa trị thì tiền không thành vấn đề. Má biết con và Tố Phương cũng có dành dụm một ít, nhưng mà số tiền này phải dùng vào những việc cần thiết mà không thể nào xài phung phí được. Huống chi còn vài tháng nữa là có con rồi. Sự trưởng thành của một đứa bé con cũng biết là phải từng bước chăm sóc, tốn tiền nhiều lắm đó. Con phải biết là phải học từ lớp mẫu giáo rồi đến tiểu học, trung học, đại học, cho nó lớn lên nữa thành gia lập nghiệp cũng phải có tiền mà. Đừng có xài phí, để dành cho con đi có được không? Nhưng bây giờ có tiền nên con phải làm vậy. Ôi trời ơi, má già rồi, đừng lo cho má nữa. Nhìn thấy cháu nội là vui lắm rồi. Má, niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời con là gặp được ba má. Bà không làm sao có được ngày hôm nay. Ơn nuôi dưỡng của ba má con chưa đáp đền. Nếu việc săn sóc má con cũng không làm được thì con có xứng đáng làm con không? Má, má còn phải bế cháu mà. Má phải sống thật khỏe mạnh để còn phải bế cháu bắt đầu từ bây giờ. Má không nên làm cái gì hết. Má chỉ cần lo sức khỏe, còn chuyện khác á để con lo. Thế kiệt à, má thiệt là cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn con đã nói những lời này. Thôi được rồi, bây giờ má quyết định đi Mỹ. Yên tâm đi, má đã quyết định sang Mỹ trị bệnh rồi. Con yên tâm, con của má, má còn muốn nhìn thấy cháu nội mà. Cảm ơn con Thế Kiệt, con đã cho má rất nhiều niềm vui và vô vàn hạnh phúc. Cảm ơn con. Nè 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 nè, quăng trái cây đi. Nè, qua đây ăn đi, ngon lắm, còn tươi lắm đó nha. Ông xã nè. Tố Phương à, chị khéo thiệt đó. Nhiều miệng ăn như vậy mà chị làm cái rụp. Nếu là em, chắc tới 12 giờ cũng chưa làm xong nữa. Chị không giỏi gì đâu. Nếu má không dạy chị á, thì chị không biết làm nhiều món ngon như vậy đâu. Chị ba nó ăn ngon thiệt á, nhưng mà giờ em cũng không thua ai đâu. Hay là tới nhà em ăn thử, coi ai làm ngon hơn. Làm phụ nữ, làm việc gia đình, người nào cũng tài giỏi hết, không cần phải thi đua đâu, nhìn là biết rồi. Nhưng con này con tán thành. Bà ngoại à, bà sang Mỹ trị bệnh, bà nhất phải nghe là cậu ba đó. Đó, má nghe chưa? Còn nữa, phải mau chóng đi thăm mợ ba và đứa bé. Con nói sao cũng được, má chỉ lo nhất là gái nhỏ và con. Hai đứa mang bầu, nếu gặp chuyện gì không biết phải tính sao. Bà nội, không phải bà nó có con ở đây thì giữ ngưng bằng thạch rồi mà, không phải vậy không? Có mày ở đây mới là lớn chuyện đó. Cái thằng miêu mập này, thấy là phải chuyện gì á, lo cho mình còn không xong. Lo cho mình không xong là Bồ Tát qua sông á, không phải con đâu à bà nội. Cậu miêu mập này giỏi thiệt đó, câu nói này cũng biết giải nữa. Yên Nhi à, cậu là nhân tài mà con tướng cậu là khù khờ lắm mà. Bà qua, nếu gia đình có chuyện gì có thể điện thoại cho con mà. Anh yên tâm đi, anh miêu mập của em lợi hại lắm. Đến lúc đó anh sẽ biến thành siêu nhân cùng dịch bốn đến cứu tụi em à. Gái nhỏ em coi anh là nhân vật trong phim hoạt hình hay sao cho. Tất nhiên rồi, đừng có sợ, ở đây có rất nhiều đàn ông, việc gì phải lo chứ. Phải đó, còn có Út nhỏ ở nhà, nhờ có nó mà cả nhà không sao đó. Phải đó ma, có Út nhỏ ở nhà còn rất nhiều người quan tâm đến má mà. Má yên tâm đi ha. Yên tâm đi bà qua, con săn sóc cho hai chị mà. Hai bà mang bầu, một ông bụng bự, để con lo hết cho. Bà qua bà yên tâm đi, cần nhất là đi chơi vui vẻ ha. Nếu đã nói như vậy thì ta đề nghị như vậy đi, chúng ta hãy nâng ly cùng nhau cạn ly chúc mừng ha. Cạn ly. Anh ba làm sao vậy? Lần này anh và má sang Mỹ trị bệnh, anh vẫn không yên tâm cho lắm. Sao anh lại nói vậy? Hồi nãy anh kêu bà qua đừng có lo lắng, sao bây giờ đến phiên anh? Anh lo chị ba hả? Không phải là Tố Phương, anh lo cho Út nhỏ kìa. Út nhỏ?
Em cũng biết tính tình của nó mà, không chịu làm việc lại lười biếng. Sau khi anh đi Mỹ rồi, ở nhà chỉ còn có nó, anh hai và hai bà bầu. Anh lo không biết nó sẽ gây ra chuyện gì nữa. Anh yên tâm đi, em đã chỉ nó, em sẽ để mắt đến nó mà. Số mạng của Út nhỏ không tốt cho chúng ta. Vì nó không được học hành, không ai dạy bảo nó, nên mới sanh ra nông nỗi này. Chúng ta là anh chị, nay tìm được em mình rồi, thật không dễ dàng gì. Dù nó có thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải hết lòng dạy dỗ nó thôi. Vậy Út nhỏ anh giao cho em nha. Yên tâm đi mà, em sẽ sóc nó cho. Anh và bà qua cứ yên tâm đi Mỹ đi ha, được không? Thì là đáng ghét, xả rác tùm lum tà la hết trơn trội. Cái nhỏ à, tạp chí nè, em có lấy không dọ? Không lấy. Nhưng em chưa coi mà. Còn coi cái gì nữa, đổ bia ướt hết báo rồi, đem đổ đi, coi chừng có kiến đó. Ồ. Là ai vậy? Ai đó? Ghé nhỏ. À chị Tư. Phải rồi, chị mới ra xong công việc nên tranh thủ qua đây thăm em nè. Ôi, sao lại như vậy? Còn sao nữa? Nếu sao cũng biết là người đó làm rồi. Nè nè nè, có phải không vợ? Mới sáng sớm la ôm sòm mà không muốn người ta ngủ à? Đứng lên đi. Mày muốn gì nữa đây? Sau này muốn ăn muốn uống á, không ai cấm cản mày. Nhưng mày phải lau dọn sạch sẽ, còn lộn xộn như vậy thì ra ngoài ở đi. Sao chị nói với em như vậy chứ? Em uống bia ăn đậu phộng thôi cũng không được sao? Tao không hơi đâu nói với mày. Hai mươi mấy tuổi đầu ngồi chơi xe nước, chỉ các việc nhà cũng không chịu làm nữa. Mày không thấy ngượng sao? Tại sao phải ngượng? Chị cũng như em thôi, biết nói người ta không biết bản thân mình. Mày nói gì chứ? Tôi nói không đúng hả? Chị cũng như tôi thôi. Chị ở đây ăn nhờ ở đậu nhà anh ba không phải sao? Tôi thì một thân một mình, còn chị á, sanh ra thêm một đứa con á, thì cũng để cho anh ba nuôi. Mày dám làm lại một lần nữa không? Nói chứ tôi sợ chị sao? Này, Út mày... đó không được nói như vậy nha. Cái nhỏ đừng có chọc giận nó, nếu không thì đứa con trong bụng của nó sẽ không có vui đâu đó, có biết chưa hả? Em bị nó chung tức sắp chết rồi đấy nè. Út nhỏ, em đánh răng chưa vợ? Em mới thức dậy chưa có đánh răng. Em chưa đánh răng sao? Hèn gì miệng của em thúi quắc à. Em mau đi đánh răng trước đi, làm ơn đi mà. Anh hai à, sao anh binh vực nó hoài vậy? Anh không phải chỉ binh một mình nó đâu, cái nhỏ à, anh cũng luôn binh vực cho em vậy mà. Ngoan đi, đừng có giận nữa mà. Bỏ đi gái nhỏ à, đừng có trách nó làm gì. Có thể không giận sao? Tuy mình là người một nhà nhưng nó không thể coi nó với ông Hoàng vậy. Nhất là không nghĩ đến cảm nhận của người ta. Tuy là vậy nhưng cũng không nên nổi giận chứ. Em kêu anh chị đừng có chiều chuộng nó mà không chịu nghe. Đừng có giận mà, em đang mang thai đó. Em có thể không giận sao? Em thấy nó là em giận lên rồi, em sắp điên rồi đây nè. Bỏ đi gái nhỏ, anh hai đã nói chúng ta là anh chị em với nhau, có kiếp này không có kiếp sau đâu. Hoàn cảnh của nó là rất đáng thương, thì có coi như là mình bù đắp cho nó vậy. Nó tội nghiệp, chúng ta không tội nghiệp hả? Vậy ai bù đắp cho mình đây? Em mà sống chung với Út nhỏ thì như là sao quả đụng địa cầu vậy. Hay là vậy đi, chị bảo nó về với chị, sau này sẽ không làm phiền em nữa ha. Đến nhà chị ở thì làm phiền chị. Chị không sợ đâu, lát nữa chị sẽ nói với nó. Đi nói với nó đi, bực muốn chết à. Vào nhà đi em. Trời, chị Tư, nhà của chị cũng đẹp thiệt đó. Cũng tạm thôi. Ê. Ngồi đó đi, chị vào dọn phòng cho em. Ê, không được đâu chị Tư à. Em tới đây ở còn bắt chị phải dọn phòng cho em nữa, em ngại lắm. Không có sao đâu, trong phòng lộn xộn quá, phải dọn dẹp lại thôi. Vậy cũng phải ha, em mới tới ở, không biết đầu không biết đuôi, chị sợ làm hư đồ đạc thôi. Em khéo ăn nói quá à. Ê, người ta nói đa lễ người không trách mình. Cả nhà đều thương em, sau này em phải ngoan ngoãn vâng lời mọi người đó, biết chưa? Em biết, em biết. Má. Yên Nhi, chào cậu đi con. Con chào cậu. Yên Nhi. Cậu cháu nói chuyện với nhau đi, chị vô dọn dẹp phòng. Ý, là trò chơi đá banh hả? Bao nhiêu tiền vậy? Ba tặng cho con đó. Nè, mình chơi chung nha. Con gái của chị thích đá banh nhất, chơi điện tử cũng chọn đá banh nữa. Mới nhìn thì biết liền. Đôi dép để đây nè em. Thường ngày con thích đá banh lắm hả? Con thích Brazil hay Tây Đức? Nè, chơi bóng hồi nào vậy? Nói gì đây? Đủ rồi, tôi đá như đây thôi nha, cần giùm tôi đi. Ờ. Với nhỏ có cần lấy khoai lang tây không vợ? Mua đâu, ăn mập lắm, không tốt. Mua thế này đi, tốt lắm. Ồ. Nè. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Anh
kỳ thiệt. Mười mấy đồng thôi cũng không cho em bỏ tiền ra nữa. Tố Phương nói thế kiệt đưa tiền đi chợ rồi, dùng tiền mua thức ăn sao là để em ra tiền chứ. Em biết anh và chị ba rất tốt với em, sợ em không có tiền xài. Nhưng mà chuyện nào cũng xài tiền của anh chị hết, em áy náy trong lòng lắm. Cái nhỏ mình là người một nhà mà em tính toán với anh như vậy sao được chứ. Em cảm thấy không đó út nhỏ, nó nói rất là đúng á. Bây giờ em ăn nhờ ở đậu nhà anh ba, không lẽ sau này cho bé ra đời cũng phải nhờ anh ba nuôi dạy sao? Em nói đúng quá, phải để Thế Kiệt nuôi luôn chứ làm sao. Nhưng mà làm người phải biết tự lo cho mình chứ. Vậy cũng phải quá, cần phải biết dựa vào bản thân mình. Vậy đứng về phe nào vậy? Thế Kiệt là em trai anh, em là em gái anh, mà bộ anh phải chọn ra người nào đứa theo hay sao? Không giấu gì anh, em đã suy nghĩ kỹ rồi, sanh rồi em sẽ đi tìm việc làm để kiếm tiền sinh sống. Em có việc làm rồi không cần tìm việc đâu, bởi vì em sắp làm mẹ rồi. Anh nói gì vậy? Em muốn ra ngoài làm công mà. Nhưng mà bây giờ em đang mang thai mà sao đi làm? Vậy thì sao? Rất nhiều người có con cũng đi làm vậy. Người ta làm được sao em không làm được chứ? Con người là phải tự lực cánh sinh, không thể dời dã người ta suốt đời, phải nỗ lực. Cái nhỏ này nói rất đúng á, làm người phải tự lực cánh sinh á. Như vậy mi mọc này cũng phải làm như nó mới được. Yeah yeah. Quan kinh quý khách. Bên kia kìa. Chào ông Mạch. Đi làm gái tôi kỹ hơn. Tới rồi hả? Chào cô. Chào ông. Mời cô. Mời. Phải rồi cô Hương à, chuyện của cô tôi nghe luật sư Cao nói rồi. Chuyện này tôi phải nhờ vợ ông đó. Có lẽ chị tôi nói với ông rồi phải không? Tôi đang mang thai. Không sao, thực ra công việc này cũng nhẹ nhàng lắm. Chỉ cần nghe điện thoại và ghi lại làm việc 8 tiếng mỗi tháng là 1,500. Nếu không có vấn đề thì cô có thể đi làm bất cứ lúc nào. Tất nhiên là không có vấn đề rồi. Hay là thứ hai tuần sau tôi đi làm nha, được không? Được, quyết định gì đi. Xin hỏi anh gọi ly nước này vậy? Vị này thì uống cà phê. Sữa tươi thì cô kia. Không biết hợp ý không? Nếu tôi nhớ không lầm thì cô rất thích uống cà phê Lam Sơn. Lần này tôi rất cảm ơn anh. Không có gì. Cô mà nhờ thì tôi nhất định sẽ giúp thôi. Phải rồi. Lần trước cô nói cô thích một loại di động mới. Bạn của tôi có cạc khuyến mãi. Hay là tôi đặt giùm cô một cái nha. Đừng có sáo, tôi đã đặt rồi. Vậy à. Tôi có việc bận, tôi phải về công ty đi họp. Anh bận gì cả? Vậy là ngại quá, đã làm phiền anh. Không sao, chỉ ngồi một lát thôi mà. Tôi có việc, tôi phải về trước. Dạ, được. Bye bye. Phải rồi, hai người muốn ăn gì cứ việc gọi đi, tôi sẽ trả tiền. Cảm ơn anh. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Anh ta cũng tốt thật á. Đúng rồi, bây giờ rất ít đàn ông tốt với anh ta vậy. Em thấy hai người thân nhau như vậy, có phải là anh ta muốn theo đuổi chị không? Em đừng có nói nhảm nha, anh ta chỉ là khách hàng quen của mình thôi. Alo. Yên Nhi hả? Đồng hồ của con à, má đâu có biết. Con để ở đâu vậy? Con đó, tối ngày để lung tung. Đi tìm kỹ lại đi. Được rồi, bye bye. Chị Tư, chuyện gì vậy? Yên Nhi đó, không biết đồ áo của nó để đâu. Tối ngày cứ nói mất đồ. Ba hồi không thấy áo, bốn hồi không thấy đồng hồ. Tức chết đi được à. Có khi nào con quên không? Bỏ chỗ nào không nhớ? Dạo này con làm sao vậy? Tối ngày cứ làm mất đồ không thôi. Không đâu, đồng hồ thì con không biết để ở đâu. Nhưng mà áo thể thao không lẽ không biết để ở đâu chứ. Hôm qua con thấy nó khô rồi, con mới cất vô tủ áo. Chị Tư, kiếm đồ hả? Út nhỏ, áo thể thao này. Áo này của con mà, sao cậu mặc áo của con vậy? Hồi đây đồng hồ của con nữa. Cậu thiệt quá đáng à, cởi áo trả cho con đi. Con nhỏ xíu à, cái áo lớn vậy làm sao mặc vừa. Con thích mặc áo rộng vậy đó, mắc mới gì tới cậu chứ, con trả cho con đi. Không trả. Mà ê Út nhỏ ơi, em muốn mượn áo của Yên Nhi thì nói với nó một tiếng. Nói cái gì, áo này là của con không thích cho người ta mặc chung. Thì ra dạo này con hay bị mất đồ, là cậu lấy phải không? Mày nói gì chứ? Mày nói vậy á là nói tao ăn cắp hả? Mày thiếu gì áo đâu phải một cái đâu. Mày không thích tao trả mày nè. Út nhỏ, làm vậy là không đúng đâu em à. Sao tùy tiện lấy đồ của nó? Chị tưởng em muốn hả? Cậu thích sao không đi mua đi? Mày tưởng tao không muốn tự kiếm tiền rồi mua sao? Nhưng mà tao học hành ít lại không làm được gì. Tao không làm được gì lấy đâu ra tiền? Bộ tao muốn ăn bám sao? Cậu không biết hỏi hay sao? Không hỏi mà lấy là ăn cắp đó. Yên Nhi. Nhóc con à, mày giỏi lắm đó. Dù sao tao cũng là cậu của mày mà. Mày không nể tao sao? Cùng lắm sau này tao thấy mày á tránh xa vậy chịu chưa? Út nhỏ. Út nhỏ à, Út nhỏ à, Út nhỏ.
Là anh hả? À, anh qua đây là muốn rủ em đi ăn cơm. À, anh chờ em một lát, em còn một số tài liệu chưa xem xong nữa. Không sao, anh chờ em. Ừ. Cái buổi sáng nay em lo tìm việc cho Út nhỏ, còn việc của mình thì không sao làm được. Út nhỏ nó muốn tìm việc làm à? Phải đó, từ khi nó dọn đến nhà mình ở, tối ngày cứ gây gỗ với Yên Nhi. Lỗi cũng tại Út nhỏ đó, lớn rồi không nên thân. Mới nói có hai câu thì nó trách em khinh thường nó. Nó cứ như vậy hoài rất không ổn. Em tính tìm việc cho nó làm, chứ để ở nhà hoài thì rắc rối hơn nữa. Em không có yên tâm. Tiếc là công ty anh không có chỗ. À, vào đi. Lương suất cao. Chào ông Mạch. Tặng cho cô nè. Tặng cho tôi hả? Trưa nay cô rảnh đi dùng cơm không? Xin lỗi, tôi đã có hẹn với bạn rồi. À, không sao, không rảnh ăn trưa có thể ăn tối mà. Hơn nữa hôm nay Kỷ Hương được nhận làm chính thức, coi như tôi cảm ơn cô đã tìm giúp tôi một nhân viên giỏi. Đừng có sáo ông Mạch à, chuyện tìm việc làm tôi đã làm phiền ông rồi. Tôi cảm ơn ông thì đúng hơn đó. Đừng có sáo. Sau này có người thân bạn bè muốn tìm việc làm cứ tìm tôi. Thật không? À phải rồi, công ty anh đang cần một nhân viên, hay là kéo nhỏ đến chỗ của anh làm đi. Luật sư Cao, dì này là tôi họ Thành, Thành Đại Nghiệp, là chồng của cô Cao. À, ông là chồng của luật sư Cao. Xin lỗi nha, luật sư Cao, tôi bận việc, tôi phải về trước. Làm phiền ông quá. Bye bye. Đi cẩn thận nha. Nhìn hắn kìa, mặt mày lấm lét, không biết là muốn giở trò gì. Là bản thân anh không biết giở trò gì thôi. Lúc nãy nói là công ty không còn chỗ, nghe người ta nói có thể giới thiệu người thân vào làm, thì anh lập tức nói là công ty cần một nhân viên, còn chỗ trống đó. Anh không lên tiếng làm sao được chứ. Thấy hắn cứ dên mặt lên, anh thấy chướng mắt quá. Xin chào. Chào, chào ông Thành. Chào cô. Chào tất cả mọi người. Đây là trong phòng làm việc, không cần nói lớn tiếng như vậy đâu. Các bạn đồng nghiệp, bắt đầu từ hôm nay, Phong Thu sẽ làm việc ở công ty của chúng ta. Cậu ta có gì không hiểu, mọi người chỉ bảo giùm cậu ta. Phải rồi, sau này gặp tôi đừng tưởng là tôi giao nước tới ngang. Ông Thành là anh rể tôi, ảnh kêu tôi tới làm việc nên không nỡ từ chối, phải không? Nè. Quan hệ của tôi và cậu không nên nói ra. Anh là anh rể của em là em vợ của anh, không để giấu sao? Nhưng mà không cần lớn tiếng như vậy chứ. Vậy tốt rồi, anh mướn em vô làm, chắc là có nhiều khách hàng tới đây ủng hộ. Nè, hôm nay anh sắp xếp cho em làm việc gì vậy? Trời đó. Alo, Mỹ Kỳ hả? Vào đây đi. Vào đi. Ông chủ à, có chuyện gì? Mỹ Kỳ là thư ký của anh. Mỹ Kỳ à, bắt đầu từ hôm nay cậu ta sẽ là nhân viên ở đây. Anh Tư à, phải anh không đó. Em theo anh vô đây á là để làm việc lớn. Anh bảo em làm nhân viên quen à? Phong mà, làm việc phải trình tự, phải từng bước một mà làm. Làm nhân viên không phải dễ dàng gì đâu. Em phải cố gắng học hỏi đi. Cô là Mỹ Kỳ hả? Tôi nhớ cô rồi. Nhưng mà cô nên nhớ, tôi không phải là thằng giao nước đâu nghe. Anh ngồi ở đây đi. Rồi, cái bàn nhỏ vậy làm sao mà làm việc? Ở đây cái bàn nào cũng vậy thôi. Nhưng tôi ngoại lệ, tôi là em vợ của ông chủ, tức là ông chủ của các người. Tôi không phải đến đây học hỏi, mà là tôi tới giám sát mấy người đó. Anh không hài lòng, tôi cũng đành chịu thôi. Tôi bỏ đi. Nè, mua giùm tôi một gói đậu phộng và pha một ly trà sữa cho tôi. Có phải anh không đó? Tôi là thư ký, không phải là tập dịch đâu. Kêu cô đi thì đi, đừng có nói nhiều nữa. Sao vậy? Không quen tôi à? Làm việc đi. Ơi, người đẹp về trước nha. Út nhỏ. Anh Tư. Cậu đi đâu vậy? Tan sở rồi. Sao sớm vậy? Đâu có sớm, 5 giờ rồi mà. Anh hỏi cậu định đi đâu mà sớm vậy? Đi dạo á. Út nhỏ à, Đại Hi từ hôm nay nói có mưa, đừng đi dạo nữa. Vậy à, vậy đi coi phim. Gần đây không có phim nào hay đâu. Nè, này không được, kia không được, vậy anh muốn em làm gì đây? Út nhỏ à, về nhà đi, về nhà đi. Hay sao cũng được. Ra mình còn chờ gì nữa anh Tư? Anh nhận gì vậy? Hắn hay đưa chị Tư cậu về nhà. Phải đó,
quá đáng. Còn đưa về tận nhà nữa chứ. Ờ, anh ghê thiệt nghe. Hèn gì muốn đưa em về nhà. Thì ra là có mục đích. Không có mục đích gì đâu. Sao vậy? Anh muốn theo đuổi chị Tư hả? Có gì thì nhận đại đi. Sợ chị còn giận anh sao? Hả? Anh không dám nói hả? Vô đi. À, cảm ơn. Nè, anh không cần phải sợ như vậy đâu. Đâu có gì đâu. Còn nói nữa, lên lầu rồi kìa. Tôi cũng phải lên lầu đó. Thôi được, thấy anh tốt như vậy á, công ty không cần người anh cũng mướn em. Em cũng biết đền ơn đáp nghĩa mà. Chuyện của chị Tư á, để em giúp cho. Giúp cách nào? Trà của anh nè. Người đẹp, tối nay ăn cơm ở đâu vậy? Mắc mới gì đến anh? Nè, tôi hỏi mà cô không trả lời à? Ê, hôm qua tôi đưa bản thanh toán cho anh đâu. Anh đối chứng chưa? Ngày mai tôi kết toán đó. Cô kêu tôi coi sổ sách. Vậy đây là phận sự của anh mà. Cô không thấy tôi bận nhiều việc sao? Việc lặt vặt cô tự làm lấy đi. Là ông chủ kêu anh làm đó. Sao chứ? Bây giờ đem anh rể ra hù tôi hả? Tôi cho cô biết nha, bây giờ những gì tôi làm á là do anh rể dặn dò đó. Lát nữa nè, tôi còn phải ra sổ sách. Mấy chuyện nhỏ nhặt này cô tự mình làm đi. Đừng để tôi mắc với anh rể đó. Mấy kia, cô đánh một bản giùm tôi cần gấp. À, ông chủ à. Có chuyện gì? À, không có gì. Anh Tư. Sao cậu lại ở đây? Không có việc gì làm à? Em làm xong rồi, bây giờ em làm việc khác cho anh. Làm việc gì? Alo. Ông chủ, điện thoại của cô Cao. Nói vào đây. À. Alo. Em Dung hả? Cảm ơn anh đã tặng quà cho em mà. Phải. Quà đó là gì anh tặng? À, tối nay đi ăn cơm hả? À, được. Tối nay gặp nha. Bye bye. Sao đây? Quà đó là cậu tặng sáng nay à? Hôm nay em bận cả buổi sáng á, là chăm chút bó hoa cho anh đó. Thật không ngờ cậu cũng khá lắm. Chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng mà vậy, chuyện tặng hoa này á, một là không tặng, tặng rồi á thì phải tặng hàng ngày. Nếu không thì chị Tư sẽ không vui đâu. Cả một tuần đó. Vậy tôi phải tặng hoa gì đây? Ê, chuyện nhỏ nhặt này cứ để em lo cho. Nhưng mà hàng ngày tặng hoa thì phải có tiền. Ông chủ, tôi mua hoa. À, chào cậu, cậu mua hoa gì? Ừ. Hôm nay tôi có rất nhiều hoa. Ê, không cần biết là hoa gì, miễn là 20 đồng một bó, gói sao cho đẹp đi. Một bó 20 đồng á? Nè, tóm lại á, chỉ cần gói thật đẹp, hàng ngày tôi sẽ đặt một bó. Tôi được, 20 thì 20. Thế cậu ngày nào cũng mua, tôi mới bán vậy á. Biết làm ăn quá ha. Nè, đây là địa chỉ, tên của công ty, tên của người tặng hoa và nhận hoa. 140 đồng đó. Tặng một tuần lễ nha. À, dạ. Đi. Ừ. Nè anh Phong à, anh ngày càng giỏi đó nha. Anh rể anh đưa anh 100 đồng, anh lại mua một bó 20 đồng. Anh ăn trận hết 80 đồng, anh ăn bạo thiệt á. Chứ, có tiền mà anh không biết xài. Sau này chúng ta còn nhiều vụ như vậy nữa. Ê, nhắc tới mới nói nha, hôm nay tao rất vui. Nè, tụi mình đi karaoke hay là đi nhảy đi. Ngày nào anh cũng chơi như vậy anh không chán sao? Bây giờ anh có tiền trong người rồi, em dẫn anh đi kiếm thêm tiền ha. Kiếm thêm tiền? Anh cứ đi theo em, như vậy là được rồi. Ừ. Alo. À, ông Mạch hả? À, phải, tài liệu đó tôi đã coi rồi. Đúng là có vấn đề. À, được, chờ tôi một lát. Tôi lấy cái ước ra nói với ông nha. Chị Tư. Ừ. Ờ, Yên Nhi, trận đá bóng Phong Vân ra chưa vậy? Kỳ này coi xong rồi. Ra rồi, nhưng mà con không có mua. Má nói con đừng coi chuyện tranh nhiều quá. Không coi thì thôi, bộ hay lắm sao? Ý, vì tính sách tay này ngộ thiệt nha. Sao lại vậy? Trời, sao lại như vậy chứ? Sao lại như vậy? Ai tắt máy vậy? Mai mà mình chạy nhanh. Tài liệu đâu rồi? Tài liệu đâu hết rồi? Chết, lần này nguy to rồi. Chết mình rồi. Từ từ thôi chị Tư, chuyện này không thể gấp gáp được đâu.
hả? Anh Tư mới tới hả? À, nó lúc đi ngang qua đây cho nên vô thăm em và Yên Nhi thôi. Ờ, anh chào đi. À, em đang làm gì vậy? Máy kem bị man rồi, làm thế nào cũng không được, tài liệu cũng không thấy đâu. Để anh coi cho. Bà tới đúng lúc thật. Đây là lúc má con cần tới bà thì bà xuất hiện rồi. Bà như siêu nhân gì đó. Đừng có nhiều chuyện. Anh coi giùm em đi. Cảm ơn. À, làm xong chưa? Ừ, đang làm nè. À, ông Thành, ông cũng ở đây sao? À, sao đúng lúc vậy? Ừ, em vừa đi lấy tài liệu cho ông Mạch thì vi tính bị hư rồi, cho nên ông ta mang bản sao tới cho em đó. Thực ra thì không tìm được tài liệu cũng không sao. À, tôi có mua một cái máy mới, trong này có đủ các tài liệu cả. À, hay là cô lấy mà dùng đỡ nha. À, cảm ơn ông ha. Không có gì. Nếu cô muốn cảm ơn tôi thì mời tôi đi ăn cơm đi. Tôi nghĩ cô chưa ăn cơm mà. Đó. Em còn cười được sao? Chị không biết đàn gì muốn giở trò gì đây, làm cho đôi bên được ngượng ngùng hết trơn á. Anh trẻ em ảnh ghen mà. Có một người đàn ông đeo đuổi chị, anh không ghen mới là lạ lùng đó. Nếu anh muốn ghen chị cũng đành chịu thôi. Chị không có tiếc cảm giác gì sao? Vợ chồng nhiều năm rồi mà. Vậy cũng phải, em cũng biết đó, là vợ chồng nhiều năm rồi. Chứ gì nữa, chị tha thứ cho anh luôn đi. Nếu không thì chị có tình cảm với ông Mạch phải không nè? Ừ, bộ em điên sao? Chị có ý gì đâu chứ. Chị đã nói rồi, ông Mạch đó là khách hàng của chị. Anh Tư của em đó, tuy là anh ta hơi ghen tuông, nhưng mà anh ta chưa bao giờ nói là anh ta muốn gì. Nếu là chị thì chị đã nói rồi. Anh không nói, không lẽ chị chủ động sao? Chị là phụ nữ mà, chị cần thể diện mà. Suy cho cùng á, chị cũng vì thể diện. Nếu như anh Tư đề nghị muốn làm lành với chị có chịu tha thứ cho người ta không? Tới lúc đó hẳn hay đi, ai biết trước được chứ. Chị còn thiếu cơ hội tốt. Hai hôm nữa là sinh nhật của chị. Em nghĩ á, anh sẽ tỏ thành ý thôi. Tới lúc đó chị không phải chủ động nữa. Anh ta chẳng đời nào đâu, chưa chắc đâu nha. Nếu không thì em giúp chị nhắc nhở anh ha. Em đừng có làm vậy mà. Luật sư Cao à, lá thư đó tôi đã đánh xong rồi, chị có vấn đề gì không? Chắc là không sao đâu, cô ra ngoài đi. Dạ được. Phải rồi luật sư, sao chị vẫn chưa về? Tôi còn một số việc chưa làm. Hôm nay là sinh nhật của chị mà, công việc lại không gấp, đâu cần vất vả như vậy chứ. Có sao đâu, tôi đâu có hẹn. Sinh nhật và ngày thường có khác gì chứ. Thôi được rồi, tôi về trước nha. Ừ. Alo. Alo, anh chưa tan sở à? Chưa, anh mới nhận được một đơn đặt hàng. Có lẽ phải khuya lắm mới về. Tìm anh có gì cả? Ờ, không có gì. Vì tính sách tay của em bị hư rồi, em muốn mua bộ mới. Em muốn hỏi ý kiến của anh thôi mà. Ờ, hôm nay thì không được rồi, có lẽ anh phải làm khuya lắm. Vậy à? Vậy không khác hả? Bye bye. Tạm biệt. Vậy mà cũng không chịu nói. Không lẽ để mình nói sao? Alo. Alo, Yên Nhi hả? Má tan sở rồi, tối nay má đi ăn cơm với con được không? Ê, con thấy má không điện thoại về, con tưởng má sẽ làm đêm. Con vừa hẹn với bạn đi làm bài tập rồi. Vậy thì thôi, con đi học đi. Ừ, vậy ha.
Dạ đi. Anh Tư à, anh tổ chức sinh nhật thần bí như vậy, muốn làm chị Tư giật mình hả? Anh có tổ chức gì đâu, là út nhỏ nó nghĩ ra thôi. Em muốn tạo sự bất ngờ để chị vui thôi mà. Ồ phải á, làm nó sợ đến nỗi giật thoát cả người lên luôn á. Có sợ có vui là vui sợ chứ gì, không phải vui sướng ha. Vui quá cũng có khi nhảy dựng lên đó. Niềm vui bất ngờ lần này nhất định sẽ thành công. Anh Tư có thể làm cho chị Tư vui thì họ Mạch kia sẽ không còn cơ hội nữa. Hy vọng là vậy. Lần này đông cậy cho em. Đừng nói nhiều nữa, dọn dẹp nhà đi. Đi mau lên. Ái chị, yên như vậy rồi phải không? Ai đó? Không biết chừng nào má mới về đây. Bánh kem và rượu vang, sự phối hợp cách tân này thiệt là lãng mạn. Yên Nhi, thì ra Quyến Dung đã về rồi. Hả? Tốt lắm, tạo niềm vui bất ngờ. Yên Nhi, Yên Nhi, con về rồi hả? Yên Nhi. Hey, sinh nhật vui vẻ. Các người làm như vậy làm tôi hú hồn mà. Ơi nè nè, Quyến Dung, Quyến Dung. Rồi người đàn bà lúc nãy là ai? Sao mặt mày đang thui à? Là má đó. Phải không đó? Sao vẻ mặt như quỷ sứ vậy? Để cậu lên trển coi sao. Trời ơi. Trời, anh lên trển làm gì? Ở đây chờ chỉ đi. Ồ, Dung à, Dung đi. Mở cửa đi em. Dung à, Dung, Dung. Quý Dung, con giận anh hả? Tất nhiên rồi, không nói tiếng nào vô nhà, làm em không kịp sửa soạn, thiệt là xấu hổ. Anh đâu biết em đang làm mặt nạ chứ. Anh điện thoại báo trước không được hay sao? Cùng nói không rảnh nữa. Anh gạt em là không rảnh, là vì muốn tạo niềm vui bất ngờ thôi. Bây giờ bất ngờ rồi chứ, mọi người thấy mặt của em đang thui nè, sẽ hú hồn cho coi à. Mọi người sợ nhưng anh không sợ mà. Anh đâu phải lần đầu tiên thấy em làm mặt nạ đâu. Dung à, không phải người đàn ông nào cũng hiểu em như anh đâu. Anh nói vậy là sao? Có phải nói em không có ai ưng không? Người nào dám ưng vợ của anh chứ, anh sẽ liều mạng với hắn đó. Dung à, là lỗi của anh. Anh luôn muốn tìm cơ hội để đền bù. Trong thời gian qua anh đã làm gì em cũng biết mà. Em tha thứ cho anh nha. Em cho anh cơ hội, nghĩa là cho em cơ hội mà. Anh không sợ thấy em như vậy sao? Anh không sợ. Cho dù anh thấy xấu xí hơn bây giờ, anh cũng thích mà. Không ngờ chồng em cũng biết nịnh đầm như vậy đó. Dung à, suốt đời này anh vẫn yêu em mà. Anh yêu em thật lòng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn con. Em à, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh, cảm ơn ông xã. Để, mời xin mời. Dung Trà. Cảm ơn. Anh ta không đi, vậy chúng ta làm sao quét dọn lau nhà và đi về được? Sắp tới giờ rồi, ăn xong thì đi làm thôi. Nhìn mặt của hắn giống như không có việc làm. Hắn ở đây suốt 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Đừng nói nhiều nữa mà. Út nhỏ, em chưa đi làm hả? Bộ em không sợ đi làm trễ sao? Sợ gì chứ, hôm nay anh Tư đi họp rồi, em tới sớm cũng đâu có việc gì làm. Không có việc làm em có thể tìm việc khác để làm không? Nhưng mà việc em muốn làm em đã căn dặn người ta làm rồi. Út nhỏ, em xử lý như vậy thiệt là giỏi ngô. Chà, thì ra anh có quyền như vậy sao? Anh nói gì cũng không ai phản đối hả? Còn phải nói nữa, ở công ty á, ngoài anh rể tôi ra thì tôi là người lớn nhất á. Nghe nói công ty đó làm giày thể thao, anh có quyền như vậy, anh có lợi ích gì cho chúng tôi không? Hoặc là một đôi giày cũng được mà. Hiền à, đừng vậy mà. Sợ gì chứ, anh ta có quyền mà. Không thành vấn đề, lát nữa tôi và anh hai tới công ty dạo một vòng,
nhân tiện lấy mấy đôi giày thể thao rồi kêu anh hai đem về cho mấy cô. Trời ơi, vậy cảm ơn anh nhiều nha. Út nhỏ, anh rửa chén rồi, vậy mình đi đi hả? Được rồi, để em coi hết tập truyện này đã. Thôi được, vậy anh đi kiếm việc gì để làm ha. Nè nè nè, tôi thích giày màu xanh da trời, anh nhớ nha. Tài liệu tôi kêu cô đánh giùm, cô đánh giùm chưa? Dạ chưa, lát nữa tôi sẽ đưa cho ông. Không phải hôm qua tôi bảo cô làm sao? Hôm nay tôi họp xong là phải dùng đến mà. Phải, tôi cũng muốn làm cho thật nhanh, nhưng mà tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi cũng không muốn như vậy đâu. Bây giờ cô đang làm gì vậy? Cái này hôm qua tôi kêu út nhỏ làm mà. Phải rồi, nhưng mà em vợ của ông cứ nhét cho tôi làm. Tôi không làm anh ta sẽ nói với ông làm sao, cho nên tôi đâu có dám cãi lời ông ấy chứ. Được rồi, anh ta ra ngoài làm việc, tôi nhắn lên giùm cho. Chào anh Miêu Mập đi. Chào anh Miêu Mập. Ồ, chào chị nha. Xin lỗi nha. Nè, chào anh Miêu Mập đi. Út nhỏ, sao cứ bắt mọi người chào anh là anh Miêu Mập vậy? Hả? Anh là anh hai của em mà, họ phải chào anh là chuyện thường tình thôi. Kêu theo ông chủ là đúng rồi. Nè, cô kia, cô đi gói vài đôi giày màu xanh lam số 56 đưa cho anh hai tôi đem về. Út nhỏ. Ủa, anh Tư đang làm gì vậy? Không, chọn vài đôi giày cho anh hai đem về thôi mà. Vậy đâu có được, không đúng nguyên tắc. Không đúng nguyên tắc như vậy không có tốt đâu à. Không lẽ lấy vài đôi giày thể thao cũng không được sao? Không phải là không được, mà là hàng mẫu này có hạn. Sau khi kiểm tra rồi mới biết là không còn dư bao nhiêu. Vậy anh kiểm lại đi. Cậu nói vậy là sao? Việc của cậu, cậu không làm lại giao cho người khác làm là sao? Về tới rồi đòi cái này cái nọ. Anh Tư à, tôi nghĩ anh nên cẩn thận lời nói. Bây giờ không phải là tôi không muốn làm, mà là tôi không biết làm, người ta dành nhau làm mà. Cậu đừng có chối với tôi nữa, tôi đã biết hết rồi. Con nhỏ kia, chắc cô mách lẻo phải không? Im đi, tất cả không tại cậu. Không như vậy là út nhỏ không có tốt rồi đó. Anh giỏi lắm, dám mắng tôi trước mặt mọi người. Anh đừng quên tôi đã giúp anh làm lành với vợ của anh đó. Tổng kinh xong rồi không cần quà thưởng hả? Út nhỏ. Ông chủ à, tôi xin lỗi nha. Không phải lỗi của cô, cô làm việc đi. Út nhỏ, em không nên bỏ đi như vậy chứ. Bởi vì trong chuyện này á, em là người có lỗi mà. Ngay cả anh cũng nói tôi sai à. Anh là anh hai Miêu Mập, bộ em không tin anh sao chứ? Anh hai thì có quyền la tôi sao? Anh không biết cái gì đúng cái gì sai. Anh là thằng khu khơ. Út nhỏ, em không nên nói với anh như vậy chứ. Tôi bị như vậy á là do anh hại tôi đó. Bộ anh quên rồi sao? Anh quên tôi nói cho anh biết, lúc đó nếu anh không bị sốt cao nên bị khùng á, má sợ anh chết nên mới không cho người ta. Má đem tôi thế cho anh đem cho người ta. Thôi được, bây giờ ra nông nổi này, tôi không có học hành, bị người ta xem thường. Bây giờ anh còn giải đời tôi, anh có tư cách gì? Bây giờ tìm lại tôi, không cho tôi có cuộc sống sung sướng, vậy mà là anh em sao? Anh đừng nói chân tình với tôi. Các người thì có cuộc sống sung sướng, còn tôi thì phải sống nghèo hèn. Các người không muốn cưu mang tôi nữa, vậy tôi đi. Tôi không có người anh với anh. Út nhỏ, là lỗi của anh xin lỗi nha.